Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một trong những cái ngành cực kỳ thú vị. Đấy chính là ngành công nghệ thông tin. Chúng ta sẽ cùng nhau đi xem là công nghệ thông tin là gì, có những cơ hội nghề nghiệp như thế nào, thách thức làm sao và có những cái trường đại học nào đào tạo công nghệ thông tin tốt để chúng ta có thể tham khảo. Chúng ta đã được nghe rất là nhiều về ngành công nghệ thông tin. Đi đâu chúng ta cũng nghe thấy điều này. Trên TV cũng nói, về nhà cũng nói, thậm chí là đến ông hàng nước cũng nói công nghệ thông tin. Nhưng mà thực chất công nghệ thông tin là gì? Với em ấy thì các bạn học công nghệ thông tin ấy, hay còn gọi là IT ấy, là những cái bạn mà siêu ngầu. Nghĩa là bạn ấy không những ngầu về bề ngoài này, bạn ấy còn ngầu từ trong cái đầu của bạn ấy nữa. Và nếu mà em có bạn bè hay là có những bạn là nam ấy thì em hay định hướng cho bạn ấy là thôi mày học công nghệ thông tin đi, bởi vì ra trường em thấy là siêu nhiều tiền và phải tính bằng nghìn đô ấy. Mình thấy các bạn nam ở trường mình thì rất là giỏi, ga lăng với các bạn nữ và đặc biệt là rất là chăm chỉ. Ngoài ra các bạn công nghệ thông tin thì thường rất là kiên trì và nỗ lực, chịu khó. Các bạn nữ thật sự là rất đặc biệt, sáng tạo và... Ngành công nghệ thông tin mình thấy nó có ứng dụng rất là nhiều trong cuộc sống mình. Ví dụ như là đối với một việc nhập dữ liệu của mình thì công nghệ thông tin giúp mình xử lý việc nhập điểm số và nhận xét đối với học sinh nó nhanh hơn. Cái thứ hai là mình thấy công nghệ thông tin thật sự là đối với những bạn mà liên quan đến sử dụng ngành công nghệ thông tin, các bạn ấy đều là làm được rất là nhiều thứ. Nhưng mà bề ngoài các bạn ấy thì hơi luộm thuộm, theo ý kiến của mình là vậy. Somewhere deep down in my heart. Con trai công nghệ thông tin thì mình nghĩ là lương cao này. Những chị đã có gia đình rồi thì khuyên mình là nên lấy những anh như thế, hoặc là nên yêu đương với những anh công nghệ thông tin, bởi vì lương cao, gen tốt. Lương cao, gen tốt. Lương cao, gen tốt. Lương cao, gen tốt. Mọi người có thể có những cái nhầm tưởng hoặc là có những cái suy nghĩ mới chỉ đúng được một phần về công nghệ thông tin thôi, chứ mọi người chưa có một cái nhìn khái quát. Mình thì làm tiến sĩ công nghệ thông tin, mình rất là muốn cho mọi người thấy được một cái bức tranh toàn diện về cái ngành công nghệ thông tin một cách đơn giản nhất. Vì nếu mà nói về công nghệ thông tin thì có lẽ chúng ta nói cả tháng, thậm chí là mình học cả mấy năm trời, mình còn chưa thể hết được. Tuy nhiên là mình muốn cho mọi người xem những cái kiến thức cơ bản nhất. Mình đã thử tìm ở trên Internet, mình tìm cả tiếng Việt và tiếng Anh, tuy nhiên là chưa có một cái lời giải thích nào nó đủ đơn giản và đủ bao quát để mình hiểu. Thì hôm nay mình cố gắng mình thu thập lại để cho mọi người có thể hiểu rõ nhất về cái ngành công nghệ thông tin. Chúng ta hiểu công nghệ thông tin là gì, gồm có từ công nghệ và thông tin, đúng không ạ? Công nghệ thông tin có thể hiểu một cách khái quát là tất cả những cái công nghệ gì đấy mà giúp cho cái việc là lưu trữ này, truyền tải này, tiếp nhận này, xử lý và khai thác thông tin một cách là theo một cái chủ đích nào đấy. Ví dụ, chúng ta có là website này là để đưa những cái thông tin dưới dạng text rồi video các thứ đến cho người dùng, đúng không ạ? Rồi chúng ta có những cái phần mềm để giải quyết một cái vấn đề gì đấy, như là Microsoft Office để Word này, rồi bản Microsoft Excel là để chúng ta tính toán trên những cái ô chữ này, rồi rất nhiều những cái phần mềm khác. Rồi ngay cả chúng ta có là Internet of Things, chúng ta có là Big Data là dữ liệu lớn này, rồi chúng ta có cả, gần đây chúng ta có cả Bitcoin dựa trên cái công nghệ blockchain này, rất rất nhiều những thứ khác. Vậy thì những cái công việc của một bạn học công nghệ thông tin sau khi ra trường sẽ là gì? Cái thứ nhất, phổ biến nhất mà chúng ta chắc là ai cũng biết và hầu hết mọi người có khi đồng nhất công nghệ thông tin với cái này, đó chính là lập trình viên. Lập trình viên dĩ nhiên là các bạn lập trình để ra được những cái software hoặc những cái tác vụ nào đấy, phải không ạ? Cái thứ hai, đấy chính là những người kiểm tra phần mềm. Đó, có người lập phần mềm rồi thì sẽ có một cái bộ phận là kiểm tra phần mềm, đúng không ạ? Phần thứ ba, đấy là những người thiết kế hệ thống, quản trị hệ thống. Cái thứ tư, đấy là những người về quản trị mạng này, có thể quản trị phần cứng này, đó, và hệ thống máy tính. Có thể là những cái người mà ở vị trí quản lý cả một cái dự án về công nghệ thông tin. Và dĩ nhiên là còn rất là nhiều những cái vị trí khác nữa. Bây giờ là cái phần mà các bạn chờ đợi nhất, chính là cái phần mà những trường nào đào tạo ngành công nghệ thông tin. Cái đánh giá của mình cũng là dựa trên những cái tham khảo,
cái ý kiến cũng như là cái sự đóng góp của những bạn bè, đồng nghiệp khác của mình đã tổng hợp lại, thì mình có thể đưa ra được một số cái trường mà mình cho là tốt. Tuy nhiên là những cái trường mà không nằm trong cái danh sách này thì vẫn có thể là những cái trường tốt, và mình tin là có nhiều trường tốt nữa. Đấy là trường Đại học Bách khoa Hà Nội, vốn đã rất là nổi tiếng về công nghệ nói chung rồi đó, chứ không chỉ riêng là mình công nghệ thông tin. Thì khoa công nghệ thông tin của trường Đại học Bách khoa Hà Nội cũng có cái lịch sử tương đối là lâu đời so với những cái trường khác. Bách khoa Hà Nội thì luôn luôn đi đầu trong những xu thế về công nghệ mà, nên là không có gì bất ngờ khi cái ngành công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa là một trong những cái điểm mạnh. Tiếp theo đấy, chúng ta phải kể đến đấy là trường Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hai cái trường đại học này thì gồm có những cái trường con, ví dụ Đại học Quốc gia Hà Nội thì có trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì có hẳn cái tên trường đấy là Đại học Công nghệ Thông tin luôn đó. Ở Hà Nội thì gọi là Đại học Công nghệ, nhưng mà ở trong Thành phố Hồ Chí Minh thì họ đặt tên luôn là trường Đại học Công nghệ Thông tin luôn. Tiếp theo nữa là một trường đại học khá là nổi tiếng về công nghệ thông tin, đấy là trường Đại học FPT. Ở trường Đại học FPT thuộc tập đoàn FPT thì rất là nổi tiếng về công nghệ thông tin rồi. Chính vì là họ là những cái doanh nghiệp về công nghệ thông tin nên khi mà họ đào tạo thì nó rất sát với thực tế, và bản thân các bạn cũng có nhiều cái lợi thế để có thể thực hành được ở trong FPT luôn. Một cái trường nữa mà chúng ta cũng cần phải chú ý đấy là Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Đây là cái học viện mà mình thấy cái chất lượng về công nghệ thông tin cũng như là truyền thông khá là tốt. Nếu mà các bạn nào ở miền Trung ấy thì mình nghĩ là cái trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng cũng là một cái trường khá tốt. Thực tế là trong cái khu vực miền Trung ấy thì các trường thuộc Đại học Đà Nẵng tương đối là tốt. Ngoài ra thì còn rất nhiều những trường khác nữa, cả trường công, cả trường tư, họ đều đầu tư rất tiền bạc để tập trung cho cái ngành công nghệ thông tin, vì cái nhu cầu về công nghệ thông tin là rất là lớn đó. Và chúng ta cũng có rất là nhiều những cái giảng viên tốt về công nghệ thông tin, những cái người mà được đào tạo bài bản không chỉ trong nước mà còn ở ngoài nước nữa. Phần cuối cùng mà mình muốn chia sẻ đấy là những ai thì sẽ phù hợp với cái ngành công nghệ thông tin này. Có phải ai muốn học cũng được hay không? Những cái người có tố chất ra sao sẽ là những người phù hợp? Cái tố chất mà mình thấy đầu tiên ấy là những cái bạn mà muốn giỏi trong cái công nghệ thông tin, bạn ấy sẽ phải có cái sự đam mê rất là lớn. Vì các bạn biết là học công nghệ thông tin không hề dễ, có rất là nhiều thứ và nó yêu cầu chúng ta thực sự là miệt mài, nên là phải có cái niềm đam mê thực sự với ngành công nghệ thông tin. Thứ hai là bạn ấy nên có cái tính cẩn thận, vì kiểu gì công nghệ thông tin thì các bạn cũng sẽ rất là nhiều liên quan đến cái dự án lớn, và những cái dự án về cốt thì nó gây đến hàng triệu dòng cốt và phân chia nó cực kỳ nhiều những cái folder rồi rất nhiều thứ khác. Nếu bạn nào không cẩn thận và không có một cái cách làm việc khoa học, sắp xếp khoa học ấy, thì rất là khó để bạn có thể phát triển trong cái ngành công nghệ thông tin. Trước khi chúng ta trở thành những cái người quản lý tốt thì chúng ta cũng phải trở thành những cái người mà lập trình viên tốt chẳng hạn. Đó, thì chúng ta phải biết rõ về chuyên môn, và muốn rõ được chuyên môn trong ngành công nghệ thông tin bắt buộc chúng ta phải hết sức cẩn thận và khoa học. Một cái tố chất nữa mà mình thấy cũng rất là cần thiết cho công nghệ thông tin đấy là cái việc teamwork. Dĩ nhiên là có nhiều, các bạn thấy là có nhiều bạn công nghệ thông tin làm việc một mình đúng không? Nhưng mà thực tế là cái ngành công nghệ thông tin là cái ngành mà các bạn sẽ phải kết hợp với rất nhiều những cái người khác. Đặc biệt là trong những cái dự án về công nghệ thông tin thì người ta chia ra thành phần module và chia thành từng phần nó rất là nhỏ, và phải phối hợp giữa nhiều các bên và đảm bảo là chúng ta phải hiểu được các bên với nhau. Vì vậy cái sự phối hợp nhịp nhàng trong teamwork các thứ là rất là quan trọng. Ngoài ra thì có hai môn học các bạn đang học ở trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông sẽ liên quan đến ngành công nghệ thông tin, đấy chính là toán học. Công nghệ thông tin thì các bạn sẽ sử dụng rất là nhiều những thứ nó liên quan đến toán, từ tư duy logic là những thứ rất là quan trọng, và khả năng ngoại ngữ, rất là cụ thể là tiếng Anh đi. Vì là hầu hết những cái tài liệu mà các bạn có thể tìm kiếm được đều có ở tiếng Anh. Đó, thì ngoại ngữ, tiếng Anh và toán học là hai cái môn học mà mình thấy khá là quan trọng cho ngành công nghệ thông tin. Và nếu bạn nào mà muốn sau này theo ngành công nghệ thông tin thì các bạn nên tập trung thêm một chút cho hai cái môn này. Đấy là cái nền tảng để chúng ta phát triển. Ngoài ra thì cũng như những ngành nghề khác thôi, các bạn cần phải có một cái chí tiến thủ, các bạn cần phải có cái sự đam mê học hỏi và trau dồi cái kỹ năng của mình. Ở video vừa rồi thì chúng ta cũng đã nói về ngành công nghệ thông tin mới chỉ là những cái thông tin cơ bản nhất để các bạn có thể hình dung được công nghệ thông tin là gì thôi. Còn lại muốn biết xem thực tế ra đời người ta làm công nghệ thông tin như thế nào thì mình sẽ làm một cái video
video đấy mình sẽ trải nghiệm thực tế số cái công ty lớn về công nghệ thông tin để chúng ta biết xem là những cái người đang làm công nghệ thông tin ở trong những công ty đấy họ đang làm gì. Và mình rất hy vọng rằng cái series này sẽ giúp cho những bạn nào đang tìm hiểu ngành công nghệ thông tin có một cái nhìn chân thật nhất để các bạn khi mà đã lựa chọn rồi thì các bạn sẽ tiến tới thành công. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn hãy thích, hãy chia sẻ và hãy đăng ký kênh của mình. Và nếu các bạn có câu hỏi hoặc là muốn mình làm về một chủ đề nào đấy thì các bạn hãy bình luận ở dưới video này nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo. Xin chào.